Dạ, em xin kính chào bà con trên kênh. Em Út, cống số 2, ấp Thành Phú, xã Hành Lại, huyện Bình Tân, Vĩnh Long. Nay em có mua số cây phôi về để mà đăng lên, mong được giao lưu cùng cô chú anh chị. Dạ, dạ xin phép giới thiệu cây thứ nhất là cây hoa giấy Mỹ. Trong giấy Mỹ bay, dáng bay, cục ở có cái cũ gọn. Dạ, em quay vòng. Dạ liền, không có hư hao gì hết nghe cô chú. Dạ, để em đo cái thông số chiều dài cái. Chiều dài mặt bầu lên đỉnh bay nó là 80. Cái thằng thằng nó 45. Đẹp cho đo bộ cái bệ cũ nó kìa. Bệ cũ là 79, 8 hơn 79. Dạ. Dạ cái giá này giao lưu là 4,8 triệu. Dạ ship bao toàn quốc. Cây mà chiến sĩ trên chậu á. Đây nè. Đây nè. Ủa rồi ta còn dĩ đâu vậy? Ơi nhẹ không à? Tôi không được. Cây mai chiến sĩ luôn á. Dạ cây số 2 là cây mai chiến sĩ da xanh thành phẩm chi tay là bẻ chưa. Dạ bị để nó không ngay. Dạ ở đây cưới cái quán này. Đồ thằng anh Tân. Thằng ở 58. Dạ. Chiều cao. Cao mặt bầu lên đỉnh 100. 8.000. 8.000 nó 78. Dạ liền nhưng mà mấy cái ghế này nó bị người ta bỏ khô á, nó bọng nè. Bọng dài dài qua nè. Rồi về lắp lại là nó cuốn lại, nó có gãy mọi chân à. Dạ. Cây này giao lưu với giá 6 triệu. Dạ. Mai chữ thủy thành phẩm. Rồi cây thứ số 3 cũng mai chiếu thủy luôn. Mai chiếu thủy này da đen thành phẩm chi tay rồi cũng lớn, người ta nuôi nhiều năm rồi nghe cô chú chị nuôi chân chán siêu đế đều. Dạ. Cái này đế thì nó không có hư, không hư hao gì chân á. Dạ đâu hoành luôn. Hoành thăng ở 56. Cao nó 49. Ủa đâu phải. Dạ cao nó 102. Tán ngang nó 67. Dạ giá cái giá cây này là 5,5 triệu. Dạ.
cho nó dựng vững rồi. Đây hả? Đây nè. Cây số 4 là cây bông trang lá chung vàng. Bụi nó 4 5 thân mà thân cũng trọng trọng nha. Bự to to. Nó đóng nguyên cái bệ dữ lắm nha cô chú anh chị. Đó xong chỗ số hoành hoành cũ quá. Hoành cũ 61. Đây là thằng chín. Thằng chín 15, thằng bự nhất mà mấy thằng này cũng 13, 14 cũng đều điệu nha cho ha. Dạ, vàng lá chung. Cao là 134. Giá giao lưu là 5,5 triệu. Cây số 5 ngày mai á. Đây. Đây được rồi, được rồi. Có số người ta biết. Cây số 6 rồi đó. Rồi, cây số 5 là cây mai vàng. Con. Mai vàng. Dạ. Để giao lưu cô chú nào về ghép ghép Tết chơi. Rồi. Đế này sao sâu, móc sâu dữ vậy? Dạ, đế này đế xổm mà cây khỏe, tại dưới nó còn lớp bầu nữa, không sao. Dạ, khỏe. Thì ở đây là mua bán cây chung là cây mới không à. Về cô chú nhiều khi về nuôi cái vấn đề đó không rành, không biết ở đây cũng có nuôi cũng chết hoài chứ gì. Dạ cao là 45. Rồi, cây dạ mà ba khỏe, cây mới. Cây hoành nó là 43. Nó có hai cái mặt hẹo, nó cũng kéo nhiều lắm rồi. Nuôi từ từ nó kéo hết luôn á. Cây này giao lưu 2,5 triệu. 2,5 triệu. Dạ. Ship tới đâu? Ship bao toàn quốc luôn. Cây số 5 mai vàng quái. Đế đẹp. Thành phẩm. Cây này là thân này là ghép giảo Thủ Đức nha cô chú chị. Thân này là thân già thân ghép nè, chứ phải nguyên xe nguyên của nó nha. Tại ta ghép ta chơi cũng 9 10 năm rồi. Không không, cây này khoảng ghép khoảng 4 năm rồi. Dạ thần chậu. Thân quái. Cái thân đó là 27. Cao 63. Quỳnh đế. Quỳnh đế nó 97. Cây này giá giao lưu là 3,8 triệu. Cây số 6. Dạ, nếu cô chú giao lưu nhớ số hộ là 0939625931. Dạ, gia xưa đó cũng là số Zalo luôn đó cô chú ơi. Dạ, cây số 7 cũng là mai vàng, cây phôi. Dạ, bán về cho cô chú ghép Tết chơi. Dán vũ nữ luôn. Có hai chi cành đóng đều, thân giót. À, hoành 34. Cao 55. Dạ giá giao lưu là 2,5 triệu. Dạ. Cây số 7. Rồi. Cây số 8 của bác ơi. Dạ nãy cây số 7, giờ tới cây số 8 cây bay.
mai vàng ghiên nha, này không có ghép nha. Dạ nó già lâu năm rồi, người ta trồng cũng lâu năm. Cái này là ghiên nè chứ không có ghép nè. Cái thằng chủ á. Dạ mà bông nó hai lớp cánh luôn. Bông giảo. Mà cây này thì nó có đặc có khuyết điểm là nó bị hư cái đầu mà. Đầu có thẹo. Dạ mà làm keo lại nó không có động nước nó cũng được. Hoành 29. Cành bay. Cành bay nó ra là 79. Cao nó 62. Cây này giao lưu giá 2,5 triệu. 2,5 triệu. Dạ. Bao ship toàn quốc. Nữa bó bầu rút chậu nghe cô chú. Lại giá mềm quá rồi bao chậu nữa cái lỗ á. Cây thú. Rồi cây số 10 con thú luôn. Cây số 9 con thú à, thú bốn chân. Cái này cũng ghép nha, thân này ghép ghép mười mấy năm rồi, ông này cũng ghép chơi là mười mấy năm mà thân này to nè, để đo cái thân ghép cho cô chú nghe thấy nha. Này thân ghép nó 12 gữ mà tính 12 thôi, không cái này ghép giảo Indo. Thân bốn chân thú bỏ bộ đẹp lắm nghe cô chú, để đo cái vành thân nghe coi. Liền nó kéo còn ít mà nó cũng 26, hoành thân 26. Bốn chân luôn nè. Bỏ bộ cũng đẹp. Để ra đo từ cao cái. Cao nó 66. Dạ. Rồi con thú này giao lưu giá 5 triệu. 5 triệu. Dạ thú này đẹp nghe cô chú. Dạ. Con dạ con cái này con cũng là con cuối cùng đó. Rồi. Dạ. Dạ số điện thoại của em là 0939625931. Cây con thú là cây số 9 là cây cuối cùng, cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã thời gian qua đã ủng hộ và quan tâm cái clip. Dạ, xin cảm ơn. Dạ.